Nó lớn lên nào bạn Mon? Xin chào các bạn, hôm nay lại là cắt xét đúng không? Hôm nay là cái hát gì? Mình làm trái cây, mẹ làm cho ớt, mình làm cho ớt. Có ai đẹp hơn thì mình cho mà đẹp. Wow, bây giờ cũng là đắp xét phải không? Nhưng mà mình sẽ không làm theo khuôn nữa, mà mình sẽ nặng trái cây tùy thích đúng không? Đúng. Rồi mẹ sẽ nặng cái gì thì Mon sẽ làm theo cái đó, quả đó phải không? Như quả ớt thì hai mẹ con cùng làm quả ớt. Và xem coi của ai đẹp hơn sẽ được 10 điểm đúng không? Rồi bây giờ làm quả gì trước? Con muốn làm quả ớt trước. Quả ớt trước nha. Dạ. Con đi vào. Rồi giờ bọn Mon làm đi, Mon làm quả ớt trước đi. Mẹ làm. Quả ớt xong rồi nè. Rồi bạn Mon làm cái cuốn để xuống bạn Mon cho các bạn xem. Đây, đây các bạn, đây là quả ớt bạn Mon vừa nắng xong này. Cho cái cuốn to to xíu cho Mon. Ừ. Giờ bạn Mon sẽ làm đến cái cuốn nha, cuốn của cái quả ớt đúng không? Thế nào? Rồi để xuống cho các bạn xem nào. Wow, đây các bạn ơi, đây là quả ớt của Mon vừa làm xong đây. Rồi đến lượt mẹ nha. Đây, đây là trái ớt nhỏ là của bạn Mon, còn trái ớt to là của mẹ nha. Còn trái ớt của bạn nào làm đẹp hơn thì để các bạn chấm nha. Rồi giờ tiếp tục là mình sẽ làm đến gì nào? Mình làm đến quả gì? Quả gì ta? Quả su đi. Ok. Làm quả su rồi bạn Mon làm đi. Thấy màu xanh lá cây bạn Mon làm quả su đi. Cắt ra hả? Cắt ra đi bạn Mon, cắt làm hai đi, chia ra. Yeah. Xíu mẹ sẽ làm một quả. Tay nhỏ. Rồi bạn Mon nắng đi, nắng thành củ su đi. Không, củ su khỏi cần lá. Mình làm củ su thôi, khỏi lá, su màu xanh rồi. Rồi chưa nào? Quả su của ông Mon nào rồi, ông Mon để xuống cho các bạn xem đi. Đây các bạn ơi, đây là quả su hào của ông Mon vừa làm đây. Tới lượt mẹ nha. Mẹ sẽ nắng quả su nha. Đây các bạn, đây là hai cái quả su đúng không? Có ai đẹp không? Đây là quả su của mẹ làm nè. Còn đây là quả su của bạn Mon nè. Để cho các bạn xem nha. Và tiếp theo mình sẽ làm quả chuối đi. Rồi bạn Mon làm quả chuối đi. Quả chuối màu vàng cho các bạn xem đi. Tiếp tục đi nào. Bắt cỡ quá. Cỡ gì làm đây con. Làm quả chuối đi ha. Nhớ làm cái cuốn luôn nha. Cắt làm hai đi. Mẹ phân nửa mà. Quả chuối nha, banana. Quả chuối là gì? Banana. Rồi làm cái cuốn quả chuối là trái chuối gì vừa thôi, đừng có dài quá. Rồi làm cái cuốn đi. Cắt luôn. Không khỏi, con xài hết đi miếng đó luôn đi, lấy miếng nhỏ thôi. Đầu bự, đầu nhỏ. Con muốn làm đầu nào con làm. Thường thì phải đầu bự chứ. Đâu để xuống các bạn xem coi. Để xuống các Mon. Lấy tay ra nào, lấy tay ra cho các bạn xem. Đây quả này quả gì bạn Mon? Chuối của bạn Mon á. Quả chuối của Mon vừa làm đây hả? Xíu mẹ. Quả chuối này lạ quá nha. Đây, đây là quả chuối của quả chuối to là của mẹ làm, còn kia là quả chuối của bạn Mon nè, ha. Hai quả su hào và hai quả ớt luôn. Cái to là mẹ làm, còn cái quả nhỏ là của bạn Mon nè. Bây giờ bạn Mon làm thêm một cái bông hoa tặng cho các bạn đi. Dạ. Không đủ à. Đây cái bông hoa của bạn Mon đang làm nữa nha. Rồi đây có bông hoa của bạn Mon nè, thêm cái lá đi Mon, gắn thêm cái lá vô, lá thẳng nó gắn cái lá vô, gắn vào, đừng đừng nhỏ nữa, được rồi được rồi, Mon gắn nó làm chiếc lá luôn đi, nằm góc một bên,
Wow, bông hoa của bông non đây. Đây, đây là cái bông của bông non đây. Có là cái chậu luôn á. Còn đây là những cái quả ớt nè, quả ớt, quả su và quả chuối của bông non nè. Không cần làm cái chậu đâu con, là cái cành hoa thôi nha. Bông Bông nói gì với các bạn nè? Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại là sau đó là sư phụ em. Nó lớn lên nào, nhớ đăng ký gì? Nhớ đăng ký hộ bạn Bông nha. Đây, đây là tác phẩm của Bông Bông đây. Ớt, chuối, su và thêm một cái bông hoa.